Vâng, và anh em về một siêu phẩm âm ly vừa nghi vừa hát dòng dân vua 506N cực đẹp nha các bác. Con này đời 99 luôn. Và bản Sunken nha, Sunken Hybrid rất mới rất đẹp. Đây, mời các bác cùng xem bộ nấm nút mà sáng tròn thế nha. Rất đẹp nha. Bác nào sưu tầm con này thì alo cho em. Đây là tăng phô. Còn cả cái tem. Các bác nhìn cảnh xuống các bác thấy những con Sunken Hybrid không? Rất là to. Những dòng 506N này nó sẽ có hai đời. Đời Toshiba và đời Sunken. Nhưng mà đời Sunken thì nó hiếm hơn rất là nhiều. Tại vì sao các bác? Và giá nó cũng cao hơn Toshiba 1 cho đến là 2 triệu. Tại vì á, những cái con này về 10 con 506N tìm nó ra chỉ được một con Sunken. Sunken thì nó lực đánh nó rất là mạnh. Đối với một cặp Sunken như thế này, một vé nó sẽ chạy 4 con Sunken hai viết lớn và 4 con nhỏ nha, tổng là 8 con. 8 con, 4 to 4 nhỏ, tổng là 16 con và 8 lớn 8 nhỏ hai vé. Mỗi con Sunken hai viết này nó đánh công suất maximum lên tới 250W trong một kênh nha. Và dòng Sunken nó tản nhiệt tốt hơn Toshiba nên nó cực kỳ bền. Đây cậu thấy Sunken hai viết cái sọ nó to lắm, nằm dưới này. Đấy, thiệt to luôn. Đấy, mới tin nha các bác. Đây con thấy này. Đấy. Chung là rất đẹp. Con này sẽ đi vào huyền thoại rồi các bác. Rất xuất sắc luôn nha. Đời 99 nha các bác. Thì phía sau nó là hai cái trạm loa. Đây là dòng âm ly 4 kênh, các bác chơi hai cặp loa và chỉnh hai cặp loa riêng biệt nha. 520W trên một bên. Tổng là 1080W điện 220. Đây là bộ vang huyền thoại của nó nha. Bộ vang huyền thoại. Bác nào mình sở hữu con này thì alo cho em nha. Tất cả zin đét hết và đẹp xuất sắc nha. Bản Sunken rất là hiếm. Mặt tiền thì khỏi bàn, còn cái nóc này cái nóc rất đẹp nha, bỏ phía sau các bác. Nói chung đẹp toàn diện nha các bác. Giá 19 nha, 19 bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000, còn 18.8 nha. Còn cọc tiền thì các bác cọc 2 triệu trở lên em ship hàng. Còn này giá 19 triệu nha các bác. Còn này các bác chơi hai cặp Boss hoặc là hai cặp BMB. Chơi bắt 30 đô lại thôi nha các bác. Thì là đánh hai cặp full. Yanguo Soya BA506N bãi xịn Hàn Quốc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.